Kết quả trận Newcastle với Man City sẽ là nội dung chính của bản tin Man City ngày 14 tháng 1. Bên cạnh đó, sẽ là một số tin tức đáng chú ý của The Citizen trong 24 giờ đã qua. Chào mừng anh chị em đã đến với Man City Homies. Đây sẽ là nơi đem đến những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những nhận định sâu sắc nhất về nhà đương kim vô địch C1. Hãy đăng ký kênh, ấn rung chuông và chia sẻ video này để ủng hộ chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. De Bruyne truyền cảm hứng giúp Man City ngược dòng quật ngã Newcastle. Ngôi sao người Bỉ Kevin De Bruyne vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn và kiến tạo cho Oscar Bob ghi bàn thắng ở phút bù giờ, hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Chiến thắng đưa Man City leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng, kém Liverpool 2 điểm. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục sa sút và đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe phải chịu thất bại thứ 6 trong 7 trận gần đây nhất tại Premier League. Đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola chiếm ưu thế trong nửa giờ đầu trận nhưng thiếu sự điềm tĩnh của De Bruyne hoặc sự hiện diện của Haaland ở tuyến trên. Phải nhờ đến sự chói sáng của Bernardo Silva, Man City mới khai thông thế bế tắc. Cầu thủ người Tây Ban Nha đánh gót sau quả tạt tầm thấp của Kyle Walker vào góc xa phút 26. Cầu thủ 32 tuổi Kevin De Bruyne trở lại sau chấn thương trong trận thắng 5-0 cho Huddersfield tại FA Cup cuối tuần trước đã nhanh chóng cho thấy những gì nhà vô địch châu Âu còn thiếu. De Bruyne đón được đường truyền của Rodri ở phút 74 và lao về phía trước, thực hiện cú dứt điểm chính xác tầm thấp, ghi bàn sân bằng tỷ số 2 đều cho nhà đương kim vô địch nước Anh. Theo Opta, khoảnh khắc De Bruyne hạ gục Martin Dubravka giúp Man City tạo nên cột mốc lịch sử, đó là ghi 100 bàn vào lưới một đối thủ tại Premier League. Newcastle trở thành nạn nhân của nửa xanh thành Manchester. Trước khi De Bruyne ghi bàn, hai pha lập công của Alexander Isak và Anthony Gordon đã giúp đội bóng có biệt danh chích chòe dẫn 2-1. Dù không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng De Bruyne vẫn tạo ra nhiều pha kiến tạo hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở nam giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa giải trước. Và anh tiếp tục thể hiện kỹ năng với một đường truyền tuyệt vời khác giúp Oscar Bob ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Pep ngả mũ với một cầu thủ Man City. Trao đổi sau trận thắng Newcastle United, huấn luyện viên Pep Guardiola đã dành những lời tán dương đặc biệt cho Kevin De Bruyne, người tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Kevin là một cầu thủ đặc biệt. Tôi còn có thể nói gì đây? Cậu ấy là một huyền thoại ở nơi này và được người hâm mộ của chúng tôi yêu mến. 5 tháng là một khoảng thời gian dài và hy vọng trong giai đoạn thứ hai của mùa giải, Kevin có thể giúp đỡ chúng tôi đến chặng cuối con đường. Kevin là một cầu thủ mà tôi cho phép có được nhiều sự tự do hơn một chút để cậu ấy có thể di chuyển theo bản năng mách bảo. Khi Kevin có bóng, chúng tôi cần những người khác chạy chỗ vì cậu ấy sẽ tìm đến họ với phẩm chất, nhãn quan và tài năng thuần túy của mình. Đêm nay, Kevin đã mang đến trận đấu ma thuật của mình. Tôi thực sự hài lòng với đội bóng. Chúng tôi đã thể hiện được cá tính thực sự và các cầu thủ cho thấy họ muốn ở đó, chiến đấu đến cùng và họ muốn bảo vệ danh hiệu. Chúng tôi đã hy vọng De Bruyne hơi yếu đuối khi vào sân. Phát biểu sau trận thua Manchester City, huấn luyện viên Eddie Howe thừa nhận mình đã hy vọng rằng Kevin De Bruyne sẽ không thể thi đấu với phong độ tốt nhất khi vào sân. Song, điều đó đã không xảy ra. Chiến lược gia người Anh chia sẻ: "Không có nhiều sai sót trong màn trình diễn của chúng tôi. Chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 2 bàn, nhưng sau cùng thì chất lượng của họ đã tạo nên sự khác biệt. De Bruyne là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi vẫn đang ở một vị trí tốt trên bảng xếp hạng và tôi không thấy bất kỳ điều tiêu cực nào. Nhưng tôi thấy bị tổn thương khi chúng tôi không giành chiến thắng và đó là mục tiêu của chúng tôi mỗi khi ra sân. Chúng tôi đã hy vọng De Bruyne có thể hơi yếu đuối khi vào sân, nhưng không. Thật không may là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được điều gì đó từ trận đấu này, ngay cả sau khi họ có được bàn thắng thứ 3. Nhưng điều đó không xảy ra và chúng tôi vừa cạn thể lực." De Bruyne vui mừng khi giúp Man City ngược dòng thắng Newcastle. De Bruyne đã bày tỏ niềm vui mừng sau khi tỏa sáng mang lại chiến thắng cho Man City ở ngay trận đấu đầu tiên tại Premier League sau 5 tháng dưỡng thương. De Bruyne chia sẻ sau trận đấu: "Tôi nhớ cảm giác này. Tôi gặp phải một chấn thương nặng và cần thời gian để hồi phục. Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở lại. Hoàn cảnh hôm nay rất khó khăn. Bị Newcastle dẫn trước trong một bầu không khí nghẹt thở.
bạn cần ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Tôi biết rằng mình chưa thể thi đấu 90 phút ở thời điểm này, nhưng tôi biết rằng mình có thể chơi hết sức trong khoảng 20 đến 25 phút. Tôi cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh ở trong phổi mình, nhưng không có một cảm giác nào tuyệt vời hơn thế này. De Bruyne đã bị rách khẩn khoẻo trong trận mở màn mùa giải năm nay gặp Burnley. Tuy nhiên, Man City vẫn nỗ lực bám đuổi trong cuộc đua vô địch và có một vị thế không tồi. Và với sự trở lại của De Bruyne, Man City đã sẵn sàng tăng tốc trong giai đoạn 2 của mùa giải. Loại Arsenal, Rodri chỉ ra đối thủ đáng gờm nhất với Man City. Chia sẻ trên kênh YouTube Man City, tiền vệ người Tây Ban Nha nhận định về cuộc đua vô địch Premier League năm nay. Các đối thủ cạnh tranh với chúng tôi đều là những đội bóng hàng đầu: Chelsea, Tottenham, Liverpool và Aston Villa. Chắc chắn họ sẽ chiến đấu đến cùng. Hầu hết họ xứng đáng, có thực lực để vô địch. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân, xem xét có thể cải thiện ở những điểm nào. Kể từ khi tôi đặt chân đến Man City, tôi luôn có cảm giác phải nâng cao trình độ mỗi năm. Những tân binh gia nhập đội bóng phải càng ngày càng xuất sắc. Điều quan trọng là Man City phải tiếp tục tiến lên, đừng bận tâm quá nhiều về việc ai là đối thủ của mình. Mọi đội bóng đều có thể trở thành đối thủ của bạn. Theo quan điểm của tôi, đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất với Man City là Liverpool. Họ có kinh nghiệm để đua vô địch. Bản tin Man City Homies đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của các anh chị em The Citizen. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.